Chim chồng sao kêu bèo sốt? Đừng có suốt ngày mặc váy ngắn cũng cỡn như vậy. Mặc cái gì dài dài đi. Dạ. Dạ con nghe. Con sẽ dịch. Con sắp đi ăn tối với nhân viên. Mẹ thấy lo gì con còn không ăn sáng nữa. Con bỏ một bữa cũng không sao đâu. Nhưng tối hôm qua con mới bị. Hôm nay con ăn ngon lắm. Mẹ biết rồi, đừng về trễ đó nha. Dạ. Giọng thằng bé sao mà yếu quá vậy. Chị để đó, em làm cho. Đừng có đụng vào, cô tự đi nấu đồ ăn đi, biết chưa? Anh mama nói hôm nay sẽ không ăn cơm ở nhà. Nhà xuất bản muốn gặp anh ấy nói chuyện công việc. Dạ mong. Ra ngoài ăn đi. Đâu, đừng có khách sáo như vậy chứ. Vậy thì nói sao? Con chào hay gì là được. Mẹ, con đi gặp khách hàng rồi. Chắc con cũng mới về hả? Dạ. Cháu chưa ăn tối hả? Ra ngoài ăn đi. Mẹ con đã đón bữa tối rồi. Bữa tối đơn giản quá đi. Để coi nào. Cay mà ngon quá à. Sài Gòn có tốt không vậy? Dạ có. Chắc cậu ta bán cái linh hồn gì con. Từng hẹn hò bao giờ chưa? Tất nhiên rồi. Nhiều người mê gì lắm luôn đó. Đến bây giờ vẫn còn nhiều người giấu mặt gửi qua tặng gì. Nghe nói Sài Gòn sẽ qua đây ở hả? Dạ. Dù sao thì hai đứa cũng gặp rắc rối với nhà bên đó rồi. Con định... Con sẽ giải quyết từng việc một thôi. Con cười là được rồi. Nhưng những vấn đề không tưởng vẫn có thể xảy ra đó. Chứ con còn eo óc sẽ chọc tức con bằng quá khứ của con. Con nhất định đừng có cố cãi lại họ nha. Nếu không con sẽ bị thua đó. Dạ. Cứ núp sau lưng chồng, con phải đóng vai nạn nhân mỗi khi cãi nhau với họ. Nếu con tỏ ra mạnh mẽ con sẽ thua. Dạ, Trung nhớ. Con biết mà. Dạ, đừng có tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Sa Rông. Con đừng bao giờ bê dập nặng. Anh ơi, bê kinh. Ô, em sợ quá. Em không.
không thể làm được đâu. Chị nói nghe ghê quá, trẻ nũng nịu như vậy trước mặt chồng chị vẫn chưa có buồn đâu ha. Như vậy dễ thương đúng không? Dạ. Xin hỏi ai đó? Dạ con. Con làm gì ở đây? Con thấy nhớ mẹ quá. Mama không có ở nhà hả? Anh ấy đi gặp nhà xuất bản có chút chuyện phải... Nên con chạy tới đây đó hả? Các chị sẽ về trễ nên con không muốn ăn một mình. Còn cơm không mẹ? Đốc Đa. Làm mẹ sợ đó. Sao? Vì tự nhiên con lại tới mà không báo trước gì. Vẫn con bỏ nhà đi đó hả? Nếu mẹ biết con tới thì mẹ đã chờ rồi. Mẹ vừa mới ăn cơm xong hả? Thôi để đó. Rồi để mẹ làm cho. Con tới đây bằng taxi phải không? Con mượn xe của bạn chạy đỡ mấy ngày. Mẹ sẽ làm ha. Con ăn cơm với kim chi là được rồi. Cô ấy đó. Simon thì là rất tinh tế và thông minh. Vì thành công của mình. Canh bắp cải hả mẹ? Ngon quá. Nhà không có nhiều món lắm. Vậy là thích rồi, mẹ sẽ ăn được hết luôn. Con biết mẹ ăn ít mà. Chỉ có mama ăn cùng thôi. Ngon quá. Con giống như bị đói lắm vậy. Con ngon. Không thấy con bé đi đâu rồi? Chắc ra ngoài ăn thôi. Nói đi. Chắc là đi với bạn. Hy vọng là nó không nghĩ gì bậy bạ. Hay là... Em đừng nói như vậy. Nó không có làm. Chúng ta đang cô lập nó mà chị. Em không hiểu nó hay sao? Dạo này nhiều người tự tử lắm luôn á. Cho dù có bị mọi người cô lập thì con bé đó cũng không suy chuyển gì đâu. Nếu chỉ có mình nó trên đời, chắc nó sẽ nói về dinh dưỡng. À, nó chỉ cần Đốc Đa thôi. Nó sẽ nói chuyện với Đốc Đa. Ôi. Chị sẽ không bao giờ để nó ăn đồ ăn của chị nữa. Cho tới khi nó quỳ gối xuống và cầu xin chị. Bây giờ nó cũng ngoan ngoãn. Nó thực lòng hay sao? Nó đang cố lừa chúng ta đó. Đừng dễ dãi. Tai đâu. Đã quá. Dù gì thì mẹ cũng là nhất. Không đâu bằng nhà mình. Chắc con cũng nói với chồng, không gì tốt bằng nó. Và nó là số một. Không đâu. Các chị của mama ở nhà có giỏi gì bếp núc không? Có chị cả thôi, cũng giỏi. Chị Simon cứ nghĩ là mình giỏi việc bếp núc, nhưng mà nhìn là biết chị ấy chẳng hình hết. Chị ấy dứt đồ ăn thừa. Nhưng cô ấy cũng biết cách xử lý mà. Con nghĩ chắc hồi mẹ chị ấy còn sống, chị ấy chưa từng vào bếp. Công chúa, chị ấy cứ nấu ăn suốt ngày, đồ ăn thừa nhiều lắm. Sau mấy ngày á thì đồ ăn biến chất đi, chị ấy dứt đi liền luôn đó mẹ. Nếu dứt đồ ăn sẽ bị trời. Nói, tủ lạnh luôn đầy ắp đồ ăn. Mẹ đừng nói mama biết nha. Sao mẹ phải nói chứ? Con đã bản thân để không nói gì hết. Con mệt lắm. Con cứ lợn đi. Bữa nào cũng có thịt cá. Chị ấy nghĩ là bữa ăn nào cũng phải có món. Chị ấy cũng sẽ bị bệnh tim mà thôi. Con đoán chắc là 2-3 năm nữa chị ấy sẽ có chuyện cho con. Nhưng bây giờ chỉ là không biết thôi. Chị ấy chưa lấy chồng bao giờ nên cũng không chịu nghe lời ai hết. Chị ba nói mà chị ấy cũng không nghe, nên cứ cãi nhau suốt. Chị em thường sẽ như vậy mà. Được giải tỏa căng thẳng với mẹ thích thiệt đó. Họ làm khó con hả? Không, họ tốt với con lắm. Bà ngoại hay nói con gái thường sẽ giống mẹ,
Mặc dù thời gian ở với mẹ nhưng con đã học được rất nhiều từ mẹ. Con thấy hữu ích lắm. Con cũng nên học nấu ăn đi chứ. Để sao đi, con ăn đồ ăn nên chắc là con sẽ nấu được món ngon giống như mẹ thôi. Mama có thất vọng về chuyện đứa bé không? Tụi mới cưới mà. Mẹ đã nằm mơ về chuyện thai nghén nên con sẽ sớm có thai mà thôi. Các anh có biết chuyện mẹ sắp qua đó hay không? Mẹ vẫn chưa gọi cho tụi nó. Mẹ đừng có gọi sớm nha mẹ, nếu không cách mua đồ đó. Cũng nên mua cái gì chứ? Thôi đừng, sách nặng lắm. Ép em phải viết gấp, xong cho sớm sao? Dạ không. Vậy sao lại muốn gặp em? Có chút chuyện muốn hỏi vậy thôi. Rosa không có nhà. Cô ấy đi đâu? Lúc về đã không thấy. Con bé không gọi cho em hay sao? Đi đâu chứ? Cô ấy đi đâu vậy ta? Không nghe sao? Dạ. Chắc là đi gặp bạn thôi. Đã 9 giờ tối rồi mà. Kệ đi. Ngoài kia nguy hiểm lắm chị. Sẽ không có gì đâu. Chắc nó đi cùng bạn. Trời đất ơi, trẻ con cấp 2 cũng tự lo được rồi mà. Đừng có bảo vệ nó quá. Nhưng cô ấy không có nghe máy. Nếu điện thì không có nghe đâu. Liệu con bé có kể gì về tụi chị không? Kể chuyện gì? Kiểu phàn nàn vậy đó. À, không có. Có gì đâu. Thiệt mà, có gì mà phàn nàn đâu chứ. Các chị đối xử rất tốt mà. Tụi chị đã cố lắm rồi. We'll be right back.
lại có chuyện gì vậy? Em đi đâu? Em tới nhà mẹ. Sao lại không đem theo điện thoại? Em để quên mất. Em phải báo cho anh biết chứ. Em không. Em sợ phải ở nhà một mình lắm. Có biết là anh lo lắng nhiều lắm không? Xin lỗi. Còn cười nữa. Em cứ nghĩ là anh sẽ về trễ hơn em nữa. Là anh đáng yêu quá đi. Trời đất ơi, đáng bị ăn đòn đó. Ừ. Anh nhìn cái gì vậy? Xe ai vậy? Xe đó là của bạn em. Em mượn tạm mấy ngày. Sao em chỉ cả có xe mà? Một mình vậy? Cô ấy đã tới nhà mẹ. Cô ấy sợ một mình. Lần sau ra ngoài thì nhớ để lại giấy ha. Dạ. Em hả? Để chị cho em mấy bộ. Em có mà chị. Mặc vậy có phải đẹp hơn không? Mặc váy ngắn không tốt cho sức khỏe. Là phụ nữ thì phải giữ ấm phần thân dưới. Dạ. Chị cả. Dạo này tóc chị có bị rụng không? Có. Em bị rụng hả? Một chút. Nó nói sợ kìa. Giả vờ hay thật đó. Ngày mai con phải đi. Hoàng Kiều Kiều là đồ hả? Dạ. Con đi với mấy người nữa thôi. Khi nào con về? Tối Chủ Nhật này mẹ à. Con phải đích thân tới gặp. Dạ. Mấy biên kịch với nghệ sĩ thôi. Phim về gì? Con không muốn tiết lộ đâu. Con sẽ không xài gì, đừng lo gì. Thật ra bà không có lo về chuyện đó. Bà thấy tò mò thôi. Có dài nào cho mẹ con không? Còn lâu mới tới ngày tiểu diễn viên mà. Vậy chắc không có gì đảm bảo rồi. Con trai, mẹ muốn hỏi con chuyện này. Đi chung Hu không? Có gì sao? Thì tôi cũng muốn được tham gia phim sao đó. Sao lại phải là Lee Chung Hu? Vì tôi là fan. Ông ta đâu có đẹp mà. Ấy giống Clucky Bồ mà. Clucky Bồ cái gì chứ? Sao? Không là Laurence Olivier. Là Clucky Bồ. Thì tôi là Gary Cooper. Ơi, ông là Gary Cooper gì chứ? Nếu có Lee Chung Hu thì ba sẽ không tài trợ tiền. Dạ. Ông ghen hả? Sao tôi lại phải ghen tị với ông ta chứ? Tôi không muốn phim bị hư thôi. Xem cái mặt nhăn đó, lâu lâu thấy ông ta trên TV nhìn cứ như khỉ hói vậy. Ông miêu tả gì kỳ vậy? Thì đúng như vậy mà. Hả? Dạ, bây giờ mới vô rất đẹp trai. Tôi, mọi người đã nói vậy đó. Là cấp dưới của ông nói phải không? Họ chỉ đang nịnh ông mà thôi. Là cổ đồng khác. Tiền của họ thôi. Sẽ hơi đau đó. Hầm. Chúng ta nên làm cả sứ lạnh nữa. Đàn ông thích món đó lắm. Sushi và cả đuối muối là được. Gì được không? Bít tết phi lê và một chai vongole. Dạ. Bà có thể hủy đặt phòng và mọi thứ được không anh? Sao vậy? Bạn em nói đi châu Âu du lịch không phải là ý hay. Đi tuần trăng mật tốt và mùa đông thì ý không vui lắm. Vậy thì quỷ thôi.
Phải trả phí phạt hả? Ngoài mùa du lịch mà. Đi đâu? Chơi chung. Anh cũng không nên nghỉ làm lâu quá. Mời bà xem mẫu này. Ừ. À, tôi nghĩ giải nhung có lẽ sẽ tốt hơn đó. À, cái đó có mẫu. Bà Xuân Hy nói nên trang trí phòng theo phong cách cung điện Versailles. Ôi trời ơi, được sang trọng đó. À, sao hả? Dạ con thích lắm. Chắc là đớp này phải thích chị Simon nhiều lắm đây. Mình sẽ đem cái này tới đó. Phong cách cung điện Versailles thật sao? Dạ. Ồ, vậy thì tuyệt quá. Ba chồng của tuyệt vời lắm luôn. Đúng là những người thành công thì có khác. Vậy là giấy từ bằng nhung đỏ. Ừ, xung quanh sẽ viền trắng, giống kiểu châu Âu đó mẹ. Ồ, nếu ngủ trong đó, sẽ có cảm giác tuyệt vời lắm. Chào anh. Ồ, đội cơm điện. Đến làm gì? Bạn anh muốn đem nó qua cho Simon, giám đốc điện tử Hung Quốc đó. À, em có nghe qua. Mama và đạo diễn Un đang cùng vào đó. Mời anh vào. Mời đạo diễn vào nhà. Ồ, chào cô. Cái này Adolf tặng chị. Nồi cơm. Dạ, cậu ta gửi tới Versailles nhưng mà không được, nên nhờ tôi đem nó tới cho chị. Ờ, không biết có nên nhận không nữa. Dù sao em cũng đem tới rồi, nếu đem trả lại thì kỳ lắm á. Tại sao? Tại sao? Tôi nghĩ cậu ta còn có ý khác. Anh ta thích chị cả. Ừ. Anh ta có vợ rồi mà. Đã ly dị rồi. 41 tuổi hả? Chị nhỏ hơn tôi có 1 tuổi à. Ờ, vậy nhỏ hơn chị cả tới 10 tuổi rồi. Thật ra cậu ta là người cũng chơi bời lắm. Ôi. Muốn đánh giá một người, hãy xem bạn anh ta là ai. Anh có chơi bời gì đâu. Cậu ta chơi bời lắm sao? Tôi thấy đâu có giống lắm. Nó không thể hiện ra thôi. Tôi thấy cậu ta nhìn cũng lịch lãm lắm. Cậu ta khá là ăn chơi đó. Vậy sao? Vậy ăn chơi kiểu gì? Nova quyến rũ mà. Anh ta là CEO nổi tiếng nên ăn chơi một chút cũng có sao đâu. Cũng bình thường thôi. À, biệt danh là Adub. Ủa? Tại sao? Cậu ta tên là Adubu. A là họ, Đô là đạt được, Bu là thành công. À đúng, nghe cũng hợp lý. Có khi nhờ cái tên mà cậu ta đã thành công đó. Cậu ta nhờ ba mình thì có, là người thừa kế thôi. Công ty đó nổi tiếng gì đâu. Chính cậu ta gây dựng mà. Ôi, tôi đã định mua nồi cơm mới rồi đó. Tôi có số cậu ta, phải nhắn tin cảm ơn mới được. Dù sao thì mình cũng sắp ăn tối rồi. Chị không nấu cơm. TV nói nhịn một ngày tốt cho sức khỏe. Nhịn cả ngày thì hơi khó, nên chị quyết định sẽ nhịn ăn một bữa. Vậy em hãy ra ngoài ăn với đạo diễn Un đi. Tụi chị đã quyết định bỏ bữa tối nay rồi. Thật sao? Hả? Vậy mình... đậu hũ su Un hả? Ừ. Anh chán món đó rồi. Em nên thử nhịn đi, sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, não bộ cũng sẽ được rô ra cũng nhịn đói. Mà em đi ăn một mình sao? Vợ chồng phải cùng nhịn chứ. Em biết rồi. Cảm ơn cậu, dì đã đem quà tới nha. Ờ, không có gì. Hai người có thể ngồi chơi cờ. Chắc tôi về thôi. Mama, lấy nồi cơm ra giúp chị. Đám cưới nha.
À... Rora, đạo diễn Uyên về nè. Các chị chồng không làm khó cô chứ? Dạ không. Tạm biệt. Rồi. Tạm biệt anh. Khác rồi, sống gần em mình đi. Anh ấy làm y tá 3 ca một ngày lận nên chắc giả lắm. Dù sao thì chị cũng không muốn nuôi người khác. Chị ác độc quá đi. Nấu ăn đi rồi biết. Nấu ăn cũng là việc làm đó. Phải không Rora? Em đang làm salad. Em mau rửa tay đi, cũng sắp xong rồi. À. Quà cưới, anh tự chuẩn bị sao? Để mẹ coi. Coi làm cái gì? Phải coi. Làm sao mở được đây? Con mua gì vậy? Linh tinh thôi. Con phải thay đồ. Chắc là dép đầy đồ rồi. Con mua mấy bộ trang sức hả? Mẹ lo quà của chị Yên đi. Bao nhiêu tiền vậy? Mẹ trả hả? Mau trả lời mẹ biết đi. Đó là tiền lương của con mà. Con chỉ mua đủ thôi. Con bé là cô vợ hoàn hảo vậy. Mẹ đừng có nói như vậy mà. Con mua ở đâu? Tiệm Căng Nam hả? Dạ không. Không phải là ở số lượng mà là chất lượng đó mẹ ơi. Chắc là toàn đồ đắt không cho mẹ xem được. Mẹ nói anh ấy đưa nửa lương đi. Làm sao đói được? Nó thừa kế bệnh viện từ ba con mà. Mẹ nói anh rồi. Cô ta sẽ là chủ bệnh viện Trung Nam. Mẹ không tin con trai của mẹ lại làm cho mẹ thất vọng đến như vậy. Coi đó là cái giá phải trả. Con sẽ tốt hơn anh ấy hàng vạn lần luôn. Mẹ từng rất vui vì sinh ra anh con. Con sinh con trai nha. Không phải con trai nào cũng giống như anh ấy đâu mẹ ơi. Mẹ cứ nhìn anh Son Hy mà xem đi. Cũng đúng. Cậu ta chưa từng khiến ba mẹ phiền lòng. Không cần phải lo lắng gì hết. Nếu đã có ba và ông nội như vậy thì con trai của con ít nhiều gì cũng giống như vậy chứ. Ha 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 ha.